Đàm Vĩnh Hưng bàng hoàng nhận tin bạn thân 20 năm qua đời, đau đớn vì không hề hay biết gì. Cách đây ít phút, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải bài viết báo tin người bạn thân tên Đăng Trình qua đời, nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo đó, đây là người bạn thân với Mr. Đàm đã hơn 20 năm, là người chứng kiến anh từ một thợ cắt tóc đến một nam ca sĩ đình đám như hiện nay. Đàm Vĩnh Hưng coi người bạn này như người thân trong nhà. Tuy nhiên khi mắc bệnh, người bạn này đã giấu bệnh, cuối cùng qua đời trong sự bàng hoàng của những người thân yêu. Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào viết, cuộc đời luôn có những điều không ngờ, một đứa bạn thân thiết hơn 20 năm vừa rời xa mình và người thân mãi mãi. Vĩnh biệt bạn thân yêu, người đã chứng kiến mình từ khi còn là thợ cắt tóc cho đến ngày nay. Bệnh nặng như thế mà giấu biệt luôn, không cho ai hay biết gì. Sao vậy Mười? Sao vậy Trình? Vậy mày có coi tao là người thân đâu? Thôi nếu mày đã không muốn ai biết thì chắc chắn mày có lý do của mình. Mày sẽ không còn đau đớn nữa, không cô đơn nữa, đi bình an, thanh thản, siêu thoát. Kiếp sau vẫn mong làm bạn thân yêu của mày. I love you, thương mày nhiều nhiều Trình ơi. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, nhiều khán giả vô cùng xót xa chia buồn. Thật là đau, em xin chia buồn cùng anh Hưng và gia đình của anh ấy. Chia buồn cùng gia đình anh và đại ca anh Hưng. Buồn quá đại ca ơi, đời thật vô thường.